thầy đến tụng mà. Né né cho mấy sư thầy ra. Các sư thầy đến tụng kinh đó cả nhà. Diễn viên MC cắt cổ rồi, cắt cổ là bạn. Diễn viên MC cắt cổ. Chào chị có Tường. Ủa lộn, chị Cát Tường. Cát Tường xin lỗi, xin lỗi Tường. Đây chị Cát Tường nha cả nhà. Chương trình là bạn muốn hẹn hò. Cắt tường cả nhà. MC đi đi cắt tường. Đi ra ngoài ơi. Cắt ơi, cắt đâu đen ơi. Ra ngoài đi. Xe vô, xe vô. Xe vô. Tránh xa cho xe vô luôn kìa. MC cắt tường mới lại cắt tường. Đám tàn. Bạn muốn hẹn hò á. Chị Tường ơi, chị chị có chia sẻ gì về cái nỗi buồn không vậy? Buồn thì ai cũng buồn thôi, đâu có gì đâu chia sẻ. Vô đưa tiễn khi đi lần cuối thôi. Mình nhận được cái thông tin chị Thanh Kim Huệ qua đời, chị có bất ngờ hay là có buồn? Tôi đang đi làm, năm nay mới rảnh để tới. Tường đi nha. Dạ, bye bye chị. Cảm ơn nha, bye chị. Anh cho để cho chị nhiêu phút qua đây cho tụi em hỏi một tí xíu. Đây là diễn viên điện ảnh. Anh chị ra tụi em hỏi chim. Dạ. Xin chào chị diễn viên Nhiêu Phúc. Dạ, chào mọi người. Chị có cảm giác như thế nào khi mà đến lễ tang của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chị? Mày có trực tiếp nha cả nhà. Nhiêu Phúc là người xem tìm hướng nghiệp á, biết chị thì đã dài đó nè. Dạ
rồi bắt đầu chỉ về cả nhà. Ông chợ gác vô rút gì? Cây nhỏ nó mất hồn luôn. Ờ, tại mấy ông gác tay qua đó làm chi, nó bút trong máy chém rồi. Đứng thôi, phải đứng rồi gần chút. Này, rồi nó bà nào nó giờ. Đây đây cái xe tìm. Nhân vật nào xuống xuống mới chém đó. Anh Kim Huệ á, mắt á, cô có tin đó là sự thật không? Lúc đầu mình mới vừa thấy báo đăng rồi đó. Ờ, thì thật ra thì cái tin này thì cô cũng cô không có bất ngờ lắm, tại vì trước đó đi quay với anh Điền cũng nhiều, trước có khoảng trong vòng một tháng là hồn như này đi quay với anh Điền rất là nhiều. Nói cái tình trạng này rồi. Dạ. Khi mà nghe tới cái chuyện thì chẳng có buồn thôi, chứ bất ngờ thì không bất ngờ. À, tại vì mình đã biết trước rồi. Mình đã biết rồi. Dạ. Thì có chia sẻ cái chuyện này rồi. Dạ. Không bất ngờ đâu. Dạ. Ý ngày mai cô có đưa cô Hành Kim Huệ đi không, hay là ngày mai cô có? Cô cũng đang tính là sẽ cố gắng thu xếp đi, nhưng mà cũng chưa biết được, tại vì chương trình không biết là mình có xin để sớm được hay không á. Dạ. Có thì còn đang quay thì đã không biết là có xin về được. À, hiện tại mình vẫn có lịch quay chứ cô. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, nha. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Thôi, nay em mới chém nó lên. Đó, có anh Cương Giàu vừa lại viếng rồi đó nha. Thì nghệ sĩ. Thì nghệ sĩ có anh Cương Dừa, ảnh lại viếng nghệ sĩ anh Dừa quê đang ngồi. Cái nhà thấy rõ không cả nhà? Thấy không, bảo vệ trên phố. Xe bữa nay cũng đông nè. Đông chứ, thấy đông chứ. Nghệ sĩ Bảo Trung cả nhà. Bảo Trung. Nghệ sĩ Bảo Trung cũng mới vào nha cả nhà. Xuống biết rồi, đến là rất là đông luôn đây. Thấy nãy con nói cái dạng cho biết thế. Vô kìa. Rồi xe của nghệ sĩ Bảo Trung cũng vô này cả nhà. Quay luôn cái xe. Đi cả đoàn luôn ha cả nhà ha, đó. Con nói xe sơ thôi. Máy chém. Đó, đội ngũ thông tin cũng đến quay phim chụp ảnh để đưa hình ảnh thông tin lên đó cả nhà. Đó, không to chứ. Con đừng có chào, thôi con chào hoài. Nghệ sĩ Bảo Trung mới vừa vào thì trong đây có cô vừa với Bảo Trung nha cả nhà. Có tới viếng cho cô Kim Huệ nha. Cả nhà Bảo Trung nha cả nhà. Hello. Đây là thằng tượng lâu năm lắm rồi cả nhà ơi. Con biết bao nhiêu người. Thì đó rất là thích nghệ sĩ Bảo Trung. Dạ, chào Bảo Trung, chào nghệ sĩ Bảo Trung. Rồi nghệ sĩ Trung đánh về chúng ta. Có, đây có khách vừa đến nữa. Mà đối diện nhà đây. Đóng. Đây là xe của nghệ sĩ Hồng Nga. Đó. Giờ đi ra đi trước. Anh em không có rành, anh cứ đọc tên giùm em nha anh. Cảm ơn anh đâu tạ, nó để cho khán giả biết. Dạ. Nhà đây là anh Phương Dừa, sau khi viếng thì ảnh về cả nhà. Cưng Dừa cái này dừng lại nói chuyện với anh em mấy câu đây, tại anh em ở đây đang đông á, đang đông thì là phát biểu mấy câu cho anh em cùng trao đổi với anh Cưng Dừa. Anh Cưng Dừa. Dạ dạ, phải hâm mộ anh Cưng Dừa. Không biết nói gì thì vô chia sẻ với buồn với chú. Dạ. Mình gặp nhau lâu chưa anh? Dạ.
không biết biết mình thì mình nhỏ mình biết cô chú, còn cô chú thì cũng nghe nói tới mình thôi chứ cũng chưa gặp, nhưng mà tại vì anh Trung rồi nè, mấy anh em làm chung tránh ra là một người rồi làm chung rồi thôi, mình nhỏ mình đi con biết cô mất thì tới thăm viếng với lại ăn hủ chú, với lại chắc sắp tới chắc chú cháu sẽ còn nhiều, tại cũng công việc nó cũng liên quan, chắc chú cháu sẽ có cơ hội để hợp tác. Anh Trung vừa có làm việc với lại cô Thanh Kim Hoại lần nào chưa? Cô làm việc với công ty chương trình cuối cùng là gió nguyền thoại, còn anh thì anh chưa có gặp cô, anh ấy đã có phụ trách chương trình khác. Chương trình đó mình làm có xong chưa anh, hay là xong rồi, cô xong rồi, cô coi như là chương trình cuối cùng cô tham gia, cô chú tham gia. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng mà mất đi thì Khương Dừa có cảm thấy nuối tiếc không? Thì nói chung mình rất là yêu thích cái giọng hát của cô. Thì giờ thì cô mất thì mình vẫn được nghe giọng hát của cô, nhưng mà mình sẽ không được gặp cô nữa. Mình cũng hơi tiếc xíu là mình chưa có gặp cô, chưa có trò chuyện với cô. Cô đã mất rồi, rồi còn nghe thì nghe rất là nhiều. Nghe Tân Cổ Vô Duyên đồ, nghe từ hồi ba mẹ mình đã nghe cô hát rồi, giờ mình cũng nghe cô hát, nhưng mà tại vì lúc trước mình làm việc công việc biên tập này kia mình chưa có cơ hội được cô, giờ làm công việc liên quan tới sản xuất và đạo diễn, khi gần chuẩn bị cơ hội gặp cô thì cô mất rồi. Thì nói chung là cô cũng lớn tuổi rồi, bệnh nhiều khi Dạ anh Khương Dừa ơi, anh hay làm từ thiện á, vậy nghệ sĩ Thanh Kim Huệ có hay làm từ thiện chung với anh không ạ? Anh với cô chưa gặp. Chỉ nghe cô hát thôi, chưa gặp. Anh thì nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Anh thì anh rất là thích nghe cải lương dân ca, anh người miền Tây, cho nên là các cô chú anh chị mà về cải lương hay là dân ca này kia thì anh rất là quý. Mặc dù có nhiều người cũng biết anh, có nhiều người không biết, nhưng mà anh rất là quý, yêu quý những anh chị cô chú mà lớn lớn á. Dạ. Thì nhân tiện đây Khương Dừa có thể ca một cái dòng cổ miền Tây được không? Hay là một bài dân ca miền Tây gì đó, hay là còn vài câu thôi cho khán giả của Khương Dừa cùng nghe đó. Vì Khương Dừa là người được rất nhiều khán giả lên nói yêu thích đấy. Anh nghĩ không tiện đâu, tại đến đây ca hát nó cũng không bất tiện đâu. Dạ. Rồi, đám tang của cô mà cũng mình chia buồn, mình đứng đây mình hát nó kỳ lắm. Chia sẻ cảm xúc một xíu rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn Khương Dừa rất nhiều nha, chúc Khương Dừa nghe nhà mình bạn nha. Cảm ơn nha. Chúc Khương Dừa nhiều.